Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng chở khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất từ 0 giờ ngày 25 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 3 này. Lý do các khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh không còn khả năng tiếp nhận thêm. Các chuyến bay quốc tế chở công dân Việt Nam đến Tân Sơn Nhất trong thời gian trên sẽ được cục hàng không thống kê lịch bay xin ý kiến ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để điều phối về các sân bay khác phù hợp với điều kiện các khu cách ly tập trung tại địa phương. Trước đó chính phủ đã chỉ đạo hạn chế tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam kể cả đối với hãng hàng không nước ngoài vì dễ dẫn đến quá tải các khu cách ly. Và thưa quý vị, trước tình trạng người dân mua gom thuốc trị sốt rét để dự phòng COVID-19, Cục Quản lý Dược vừa có văn bản yêu cầu chỉ được bán thuốc trị sốt rét cho người có đơn thuốc, xử lý nghiêm các cơ sở bán không cần đơn. Cục Quản lý Dược cho biết, việc tự ý sử dụng thuốc trị sốt rét Lupus ban đỏ hệ thống, thấp khớp dạng thấp để điều trị dự phòng COVID-19 có thể gây nguy hiểm tính mạng do thuốc có một số tác dụng phụ nghiêm trọng. Đây là thuốc kê đơn chỉ nên sử dụng khi có chỉ định theo dõi và hướng dẫn của thầy thuốc. Bộ Y tế cũng cho biết thuốc này cũng chưa được Bộ Y tế phê duyệt chỉ định dự phòng điều trị COVID-19 và người dân tuyệt đối không nên mua tích trữ cho mục đích này.